Mến chào mọi người nha. Hôm nay thì mình quay bán cái con Shibuga SD 4000. Đó, đây trước màn ảnh nhỏ của mọi người là con Shibuga nghe mọi người nè, có bảng hiệu đó, cái dòng của nó nè 4000 AD. Thì con này kêu giá là 70, đó 70 nha mọi người. Giá thương lượng không anh? Thương lượng nhẹ ha. Rồi vậy là giá yêu thương. Thì con này được gác đầu 3T, 3T 100 nè nha mọi người. Đó, cái này mới đấu luôn đó hả? Cái đầu 47, 48 rồi. Mà bán nguyên xe lại là có cái bình này là giờ thay hả? Thay nó hết điện hay gì? Đó, ai có nhu cầu thì liên hệ, bây giờ là chúng đẩy lên cho mọi người ấy nha mọi người. Đỡ ngày đúng không? Giờ là lên xe tải chạy à? Bỏ ngày đồng ruộng ha. Thấy dơ mình hả? Cái dạng bánh lồng thì mét 2, mét 1, cái này mét 1. Chứ đường kính mét 2. Đây chỗ cái đùi đùi sau nha mọi người, khôn quan này ha, đinh đít bên này cũng vậy luôn, cái đùi nó cũng queo rồi. Ô chơi này sao cái dè cắt cho ta, cắt cái dè băng lỏng, cái dè này là cái dè chế các bạn, mọi người thông cảm anh này ở trong nhà rồi. Nhà cho nó tối hù à, có thấy được cái diện chân đây đang phù lù, cầu hai cầu, cái này bằng dài này bằng sắt rồi, bằng nắp rồi, cái đít này có đấu có gì chế bằng sắt, đít này còn kia đâu, thay đạn á, đít đạn, đít thay đạn hả, đít bung thay đạn rồi. Cái đầu 3T này xinh gì vậy ta? Đầu này nổ đã dữ à. Cái này phải có cái trục bô đẻ vô cái này. Mà 3T đâu có trục bô được đâu. Chạy sức bánh luôn. Xong không ăn điện rồi. Dặn gì quá. Dặn luôn. Mình tự ba bi tự diễn. Cốc cốc là gì ta? Bình. Rồi, bình hết bình nữa rồi. Cái này tháo cái bình kia qua. Cái bình hai cái bình là không có bình nào còn điện hết trơn. Bó tay. Máy mới rồi, máy mới gắt lên mà. Máy này thì bốn mươi bảy triệu đầu máy 3T, tại cái loại này lấy trợ lực đây. Đó con nói đó nghe mày, trực tiếp luôn ra đây chỗ này nó tròn lụi giống như cục đạn vậy ha, lấy lận qua lận lại ra cho nó. Chơi
cái ghế này mà chạy mà không có cái gì lót là về nổi gã luôn ha, chống bụi nữa, không mà mấy con ốc chống bụi chống nước rồi cho nó ngon. Mấy con muốn nổi rồi, mấy thằng ba tê cho nó chạy đòi tới ba tê bốn tê. Có giờ có cái bệnh rồi nè, dở cái mùi lên để cho anh em người ta coi cái tiếng nổ của nó, cái máy ba tê trăm nó coi như thế nào. Như đông chân sao đông kiến gì trừ quá lên tải nãy nó như ra 70 hết ta, 70 thường lượng nhẹ nha. Thường lượng nhẹ chứ không thường lượng nặng được. Mỗi tháng cái chuồng gọi cho như vậy trời ơi, chưa được ngàn nữa quên đụng để mẹ gì đâu mà đụng nồng gọi em muốn khóc luôn, em có được kịp gì đâu. 7 chiếc mà chạy bữa công như 2001 mà chưa được nửa tháng nữa, 11 ngày. Có cái kết nó nhảy cực kỳ coi lại đây, cái đề này nó có đâm họng không, mất rồi, mất cái này đi ngay trên đuôi chuyện. Rồi bây giờ mình thay vô mà không có làm được luôn rồi mọi người. Đó, cái này là do cái bình hết hay là do dính cái cốc đề rồi, cho nên giờ là anh em thông cảm về cái chuyện mà đề ha, thì cái chuyện nào mình đi ngang hay mình quay mình không có chờ lâu được cho anh chủ anh làm, cho nên là để khi mà mọi người xem lại xe máy á, là anh chủ sẽ anh làm cho mọi người xem lại là cái con máy nó hoạt động như thế nào ha, mọi người thông cảm đi. Cái đó chỗ cây bên bên này nó hơi gình hơi thôi, nhưng thì nó ướt cái này là chuyện bình thường, nên nó không có xì. Bồ già này bồ già chế thôi. Đây, video của mình xin đây kết thúc nha mọi người. Thì ai có mà muốn mua thì mình sẽ để số điện thoại ở trên tiêu đề, nhớ là mình xem cái số điện thoại ở trên tiêu đề mà liên hệ nha mọi người, chứ hỏi lung tung là mình không biết đường đâu trả lời.